hiện tại vẫn đang phát cao đô đang có mặt tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Khải đoàn Biên phòng 28 ở An Biên, Kiên Giang để bàn giao dòng loa Z 10.000 ấy. Chuyện là thế này, cách đây vài hôm ba khách có ghé sang Long Phát Cao Đô để test và tham khảo dòng loa Z 10.000 ấy rồi. Bác có chia sẻ trực tiếp với anh em Long Phát Cao Đô, bác cần một dòng loa công suất lớn. Tổ chức sinh học và phát biểu trong buổi lễ chào cờ. Là anh em Long Phát Cao Đô đang tư vấn cho bác dòng loa Z 10.000 ấy. Bây giờ bác sẽ test lại chất âm của dòng loa Z 10.000 ấy tại showroom Long Phát Cao Đô. Đang mưa rất là lớn. Bây giờ mấy em đang công ty giao hàng và viết phiếu bảo hành cho bác khách. Sáng sớm ngày mai mấy em sẽ xuất phát thẳng tiến đi bàn giao. Thì buổi sáng hôm nay mấy em cũng đã bàn giao dòng loa LB1650 Pro cho anh Ngoan ở An Minh, Kiên Giang rồi. Hiện tại thì mấy em đã có mặt tại đơn vị bộ đội Hải đoàn Biên phòng 28. Trước mặt là đồng chí cán bộ đang dẫn đường cho mấy em Long Phát Audio và hậu trường. Còn đến đây thì mấy em sẽ xuống dàn loa, sau đó vận chuyển vào bên trong hậu trường, rồi tháo dàn loa, lắp đặt căn chỉnh, rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic. Bộ đội Hải đoàn Biên phòng 28 là đơn vị cơ động thủy thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng, đã đóng quân tại ấp Xẻo Rô, Hưng Yên, An Biên, Kiên Giang. Thành tích đóng góp bảo vệ trật tự biên giới quốc gia đất liền và các hải đảo. Không lâu mong nữa, bây giờ mấy em sẽ test lại cho các buổi dàn loa. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo hải vân mây bay đỉnh núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương du em mở cả thức, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam. Chất âm của dàn loa thì bây giờ bên em sẽ hỗ trợ kết nối TV để test lại chất âm của hai micro. Bây giờ mấy em sẽ vận chuyển qua bếp ăn của chị Hay để test lại chất âm một lần nữa. Bây giờ mấy anh em sẽ hướng dẫn cho mấy đồng chí cán bộ cách sử dụng dòng loa Z 10.000 ấy đơn giản và hiệu quả nhất. Công ty Long Phát Cao Đô kính chúc Hải đoàn Biên phòng 28 nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Cao Đô suốt thời gian qua. Bye bye mọi người.